Các bác 50 đến 60 tuổi bị giảm chức năng sinh lý của mình. Gần đây thì rất nhiều các bác trong độ tuổi này gặp phải cái trục trặc trong sinh hoạt vợ chồng và đã liên hệ với tôi. Vậy thì tôi xin chia sẻ một số các biểu hiện của các bác trong độ tuổi 50 đến 60 để cho các bác trong độ tuổi này mà gặp phải một số các cái biểu hiện như sau để biết cách để khắc phục cho mình cho cái vấn đề sinh hoạt, đúng không ạ? Thường là các bác hay gặp phải cái vấn đề gì ạ? Giảm ham muốn. Các bạn nói rằng là trước kia cái ham muốn cao hơn rất là nhiều, nhưng bây giờ thấy nó giảm hơn, cảm thấy không có ham muốn như trước nữa, và kèm theo sao ạ? Cậu nhỏ mềm hơn, khả năng cương kém hơn trước rất là nhiều. Nếu có cương thì cái khả năng cứng không được như trước nữa, cho nên là sinh hoạt giảm xuống. Trước kia có thể là tuần một vài lần, nhưng bây giờ tuần mới được một lần, thậm chí là tháng mới được một lần. Đấy. Nhiều khi là rất là mong muốn để sinh hoạt, nhưng mà cái khả năng sinh hoạt được thì rất là khó, bởi vì ham muốn không nhiều cũng như là cương rất là kém. Hơn thế nữa mà mỗi lần thực hiện cuộc yêu thì các bác lại gặp phải cái vấn đề xuất sớm hơn so với trước. Đây là những cái điều làm cho tâm lý của các bác rất là e ngại. Qua đó thì các bác có những cái nhu cầu mong muốn là dùng các cái thuốc, các cái sản phẩm để hỗ trợ cho cái khả năng ham muốn tốt hơn, cũng như là khả năng cương tốt hơn và kéo dài thời gian quan hệ như thời trai trẻ, để đem lại cái chất lượng cho chính bản thân cũng như là bạn đời của các bác. Vậy thì cái nội tiết của các bác giai đoạn này nó giảm rất là nhiều, do các cơ quan chức năng nó bắt đầu vào não hóa dần đi, cũng đồng nghĩa với đó thì tinh hoàn sẽ giảm tiết ra nội tiết tố testosterone, đúng không ạ? Vậy thì các bác sẽ phải dùng các cái sản phẩm hỗ trợ để tăng cái nội tiết nội sinh, để cho tinh hoàn tiết ra nội tiết testosterone, thì các bạn sẽ tăng ham muốn lên và tăng khả năng cương lên, để quan hệ sẽ được kéo dài thời gian hơn. Và rất nhiều các bác tôi giúp trong thời gian vừa rồi, sau một tháng thì các bác đem lại cái ham muốn tốt hơn, khả năng cương cứng gần được như trước kia thời trẻ trẻ. Đó là cái mong muốn của bác đã được thỏa mãn so với hiện tại rồi. Và cái thời gian yêu của bác cũng lại kéo dài so với trước, tăng lên đến trên 10 phút là các bác cảm thấy thỏa mãn so với cái lứa tuổi hiện tại. Vậy thì bác nào trong cái độ tuổi 50 đến 60 và gặp phải cái vấn đề trục trặc trong cái cuộc yêu vợ chồng thì hãy inbox qua online, bác sĩ Tuấn sẽ trực tiếp hỗ trợ các bác từ xa một cách thuận tiện nhất để giúp cho cái nội tiết tăng lên, đem lại cái chất lượng sinh hoạt vợ chồng được tốt hơn. Xin chúc các bác có những cái chất lượng cuộc yêu được viên mãn hơn.